Dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 5 tháng 3 năm 2024. Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chiều chiều trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sông mù và sông mù nhẹ giải sát, trưa chiều, giảm mây trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 31 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sông mù và sông mù nhẹ giải sát riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ vùng núi có nơi dưới 16 độ nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ có nơi trên 29 độ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngày nắng, riêng khu vực vùng núi phía tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 29 đến 32 độ, phía nam 32 đến 35 độ, riêng vùng núi của phía tây bắc có nơi trên 35 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây đêm không mưa, ngày nắng, phía bắc gió nhẹ, phía nam gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C. Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền đông có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Riêng miền đông 34 đến 33 độ C, có nơi trên 36 độ C. Hà Nội ô nhiễm không khí xếp thứ hai toàn cầu trong ngày sương mù. Tới 10 giờ sáng ngày 4 tháng 3, nhiệt độ Hà Nội ở khoảng 20 độ C, nhưng cảm giác lạnh hơn do mưa phùn. Ngoài trời vẫn còn sương mù, tầm nhìn giảm đáng kể, gây khó khăn cho việc lưu thông. Thông tin trên trang iQIR ghi nhận chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội lúc 10 giờ là 178, mức ô nhiễm đứng thứ hai thế giới. Theo bản chú giải, chỉ số AQI của Việt Nam ở mức đỏ không lành mạnh. Hiện tại, thành phố có mức ô nhiễm nhất thế giới là thành phố Lahore, Pakistan, với chỉ số là 184. Chất gây ô nhiễm chính là bụi mịn BM2.5, nồng độ hiện tại là 108,2 mg trên mét khối, cao gấp 21 lần giá trị, theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới. Dữ liệu chỉ số chất lượng không khí Hà Nội được thu thập từ 18 trạm kiểm soát không khí, trong đó có mạng lưới giám sát chất lượng không khí Hà Nội, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Theo khuyến nghị của IQAir, người dân tránh tập thể ngoài trời, đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài, đeo khẩu trang khi ra ngoài, chạy máy lọc không khí. Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh, liệu có rét buốt như đợt vừa qua? Đợt rét đậm diện rộng xảy ra ở miền Bắc kéo dài 8 ngày liên tiếp đã kết thúc khi hôm nay nhiệt độ ở khu vực này dao động từ 14 đến 20 độ C. Nhiều khu vực trời bắt đầu hưởng nắng. Nhiệt độ trung bình ngày tại Hà Nội từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 đều ở ngưỡng rét đậm dưới 15 độ C. Các chuyên gia khí tượng đánh giá đây là đợt rét đậm kéo dài hiếm gặp trong giai đoạn cuối tháng 2 đầu tháng 3 này, chỉ kém năm 1996 có 2 ngày. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 3, Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chưa chiều trời nắng. Riêng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ được dự báo khoảng 32 độ C, ở phía Tây Bắc Bộ khoảng 33 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo khoảng ngày 7 đến ngày 8 tháng 3, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh nhẹ, khiến trời mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, nền nhiệt giảm khoảng 8 độ C so với ngày 6 tháng 3. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong giai đoạn từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 3 là 28 đến 30 độ C, sang ngày 7 đến ngày 8 tháng 3, nhiệt độ cao nhất chỉ còn 23 độ C. Nhận định về tình hình thời tiết trong tháng 3, cơ quan khí tượng dự báo trong nửa đầu tháng 3, không khí lạnh sẽ tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta, nhưng ở cường độ yếu hơn những đợt trước, ít có khả năng gây nên rét đậm rét hại như những đợt vừa qua. Khu vực phía đông bắc bộ vẫn có khả năng xảy ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Thời kỳ cuối tháng, vùng áp thấp phía Tây sẽ có xu hướng mở rộng, có thể gây nắng nóng cho một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi phía Tây của khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Nam Bộ đối mặt thời tiết bất lợi Nắng nóng gây gắt năm nay tại Nam Bộ không thua kém năm 2023. Trong khi đó, tình trạng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô ở mức cao hơn trung bình nhiều năm qua. Nắng nắng bắt đầu từ những ngày trong Tết nguyên đáng kéo dài cho đến nay và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Người dân khá bất ngờ vì diễn biến thời tiết khác mọi năm như vậy. Theo đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mùa nắng nóng năm 2024 khả năng đến sớm và mức độ nắng nóng gay gắt không thua kém năm 2023. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong mùa nắng ở các tỉnh miền Đông có thể đến 40 độ C. Trong khi khu vực Đông Nam Bộ toát mồ hôi thì đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm 2023-2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Độ mặn xâm nhập sâu trong sông kênh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Cũng theo đơn vị này, tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công, Cường và còn biến động trong thời gian tới các địa phương trong vùng cần cập nhật kịp thời những thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn. Ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ xác nhận, từ đầu tháng 2 đến nay, nắng nóng xuất hiện liên tiếp tại các địa phương Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Đây được coi là đợt nắng nóng diện rộng và kéo dài hiếm gặp, có thể nói là bất thường. Ông Quyết cho biết, nguyên nhân là nước ta chịu tác động của hiện tượng El Nino. Hiện tượng này tác động đến thời tiết, khí hậu Việt Nam làm xu thế nhiệt và số ngày nắng nóng tăng, khô hạn thường kéo dài. Cạnh đó là diễn biến khí hậu phức tạp, khu vực Nam Bộ chịu tác động chung của xu thế biến đổi khí hậu toàn cầu. Hàng chục ngôi nhà láng trại bị tốc mái tại Sapa Thông tin từ tỉnh Lào Cai cho biết, từ đêm 3 tháng 3 đến sáng 4 tháng 3, trên địa bàn thị xã Sapa, Lào Cai đã xảy ra trận lốc xoáy, Lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn một ngôi nhà và ba ngôi nhà khác bị thiệt hại 30 đến 50%. Tại các xã phường Ngũ Chỉ Sơn, Hàm Rồng, Hoàng Liên, Trung Chải còn có 17 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Đồng thời có 10 láng trại chăn nuôi tại xã Ngũ Chỉ Sơn bị tốc mái, hư hỏng hoàn toàn. Gió lốc cũng bật đổ ba cột điện hạ thế tại xã này. Theo cơ quan khí tượng, hiện đang là thời điểm giao mùa từ đông sang xuân ở miền Bắc. Do thời tiết nóng lạnh đang xen, gây nghịch nhiệt nên nguy cơ cao xuất hiện các trận dông, lốc, mưa đá. Do đó, người dân cần phải chủ động đề phòng, giảm thiểu thiệt hại. Clip xe cộ mắc kẹt trên xa lộ khi tuyết rơi dày đặc Một hàng dài phương tiện đã bị mắc kẹt trong tuyết gần chốc khi California, Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 3. Khi cảnh báo bão tuyết vẫn được áp dụng trên khắp khu vực, đoạn phim do Chris cha Chasing, Ghi lại cho thấy xe tải và các phương tiện khác dừng trên xa lộ liên tiểu bang 80 do tuyết rơi dày không thể di chuyển. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo bão tuyết cho kỳ và một số thị trấn xung quanh kéo dài đến 4 giờ sáng ngày 4 tháng 3 theo giờ địa phương. Cảnh báo dự kiến sẽ có tuyết rơi dày tới khoảng 46 cm ở một số khu vực. Theo truyền thông địa phương, những con đường chính dẫn tới hồ Tahoe và núi mòn đã bị đóng cửa vào cuối tuần do tuyết rơi cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày